Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Thì tôi mới mua lại một quán cà phê. Bây giờ đã là sở hữu của tôi rồi. Thì bây giờ tôi muốn quay cho bạn xem quán cà phê của tôi nó như nào. Thì cái việc kinh doanh quán cà phê thì tôi đã có dự định từ xưa đến nay rồi. Đây là quán cà phê của tôi đây các bạn ơi. Windy Coffee 1988. Bây giờ tôi sẽ review từ ngoài vào. Quán cà phê của tôi có 2 tầng. Mỗi tầng có diện tích là 243m2 cơ. Nói chung là rất là rộng. Thì bây giờ tôi sẽ review từ ngoài vào trong, xong từ tầng 1 đến tầng 2. Nói chung là review hết để cho các bạn biết là quán cà phê của tôi nó như nào. Đẳng cấp như nào. Thì ngày mai tôi mới khai trương cơ. Nhưng mà đây Vinh Nhân Nẻ với cả Sang Thu với anh Côn đã gửi cái hoa này chúc mừng rồi. Cảm ơn em Vinh nhé. Thì bây giờ sẽ review từ ngoài vào. Thì cái không gian bên ngoài này thì là để cho khách nào muốn hút thuốc thì sẽ ra ngoài này ngồi bên ngoài. Còn quán cà phê của tôi là không cho hút thuốc trong quán. Các bạn là đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người, phụ nữ, trẻ em ấy, sợ ảnh hưởng sức khỏe đến mọi người ấy. Và có một số chậu cây xanh để cho nó không gian quán nó thêm đẹp hơn. Có cả cái ghế ngu kìa, cực kỳ thích. Tôi đến kiểu lóng quá cho anh ngồi đứng mưa đứng mặt. Đây là không gian bên ngoài, thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để xem là bên trong quán của tôi có gì nhá các bạn nhá. Đây là view của tầng 1 đây các bạn nhá. Cho bạn nhìn. Thì cái tầng 1 của tôi chủ yếu là cây cối, để tôi muốn kiểu như là cái quán cà phê của tôi nó có không gian xanh nhiều hơn để cho nó thoải mái hơn ấy, khách ngồi mình sẽ thấy cảm thấy thư giãn hơn ấy. Vì vậy tôi đã sắm rất nhiều cây xanh. Cây này có một số là cây thật, cũng là một số là cây nhựa. Đó là giúp cho quán nó có không gian xanh hơn ấy. Và đây là quầy pha chế. Đấy. Đây là những ly cà phê do những nhân viên của quán tôi tạo ra. Các bạn nhìn này. Tôi đã làm sẵn để cho các bạn xem đấy. Các bạn nhìn này. Đẹp chưa? Rất đẹp luôn ấy. Cực kỳ bắt mắt luôn. Cái cà phê này nó đặc biệt một chỗ, đó là dùng máy pha cà phê. Quán tôi là pha cà phê nguyên chất các bạn này. Hay chúng ta sẽ đi vào bên trong đi vào bên trong để nhìn cho rõ. Làm cà phê ra từ hạt cà phê nguyên chất, tức là bỏ hạt cà phê vào đây xay, xong rồi cho vào máy này sẽ tạo ra cà phê. Thì cái cà phê máy này sẽ giúp chúng ta thưởng thức được cái hương vị nguyên chất của cà phê ấy. Sẽ tốt cho sức khỏe hơn là cà phê pha và cà phê đóng gói. Mọi người hiểu chưa? Thì quán cà phê của tôi có hơn 50 loại nước uống khác nhau, rất là nhiều luôn. Nếu các bạn đến thưởng thức thì các bạn phải thưởng thức tầm 15 ngày mới hết được 50 loại nước uống. Mỗi ngày uống 3 cốc thì các bạn phải mất đến tầm 15 ngày mới uống hết nước ở quán thôi. Nói chung là rất nhiều các loại nước khác nhau. Các bạn đến đây và thưởng thức nước của tôi chỉ có đẳng cấp thôi các bạn. Tôi không biết review từ chỗ nào thôi. Review từ góc này đi, từ góc trái qua góc phải đi. Thì cái quán của tôi là ngày mai mới khai trương cơ, vì vậy là chưa có khách. Ngày mai các bạn hãy đến quán của tôi ủng hộ tôi nhé. Quán quên, địa chỉ quán của tôi là ở đường Đôi Chợ Ngụ các bạn. Winnie Coffee 1988. Các bạn nhớ đến ủng hộ nha, ngày mai tôi sẽ khai trương nha. Và bây giờ tôi sẽ review từ góc này trước. Quán cà phê của tôi, các bạn đến là các bạn sẽ được hát thoải mái, hát miễn phí. Các bạn đến, các bạn thích hát bài nào các bạn ra gõ bật các bạn hát. Với dàn âm ly, với dàn loa của tôi là gọi là cực khủng rồi, thì các bạn hát thoải mái luôn. Còn một điều đặc biệt nữa là tôi mới sắm cái máy chiếu ấy. Nếu mà dịp bóng đá các bạn muốn xem bóng đá, các bạn phải đến quán tôi xem bóng đá với cái màn hình to như này thì các bạn khỏi bàn. Tôi chỉ giới thiệu những cái điều đặc biệt của quán tôi thôi. Một điều đặc biệt nữa của quán tôi đó là khu vực này cho trẻ em các bạn ơi. Nếu mà các cặp bố mẹ nào dẫn con đi uống cà phê thì các bạn sẽ cho con chơi ở trong cái khu vực dành cho trẻ em như này. Rất là tuyệt vời, hòa quyện vào thiên nhiên các bạn ạ. Chỗ nào cũng thấy xanh xanh của cây. Và đây là góc không gian riêng ấy, nếu mà ai muốn họp hành hay cái gì ấy thì sẽ vào góc này. Tôi đang tính là mang cái chỗ này lại để thành một cái góc không gian riêng ấy. Nếu mà ai có công việc muốn họp này hay là muốn riêng tư thì các bạn vào trong cái phòng này. Tôi đang tính làm cái ngăn vách ngăn đấy. Mọi người thấy view của quán tôi có đẹp không? Những loại ghế này toàn là ghế tốt thôi, còn ghế gỗ với cả chỗ ngồi là da nó cực kỳ êm. Các bạn đến ngồi chỉ có
thích không muốn về được. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn lên tầng 2, khám phá trên tầng 2 với quý vị. Đây là không gian tầng 2 của quán tôi. Như các bạn thấy là tôi để rất nhiều ô cửa sổ để cho cái quán nó thoáng mát ấy. Các ô cửa sổ tôi lại đặt những cái chậu hoa nhỏ để giúp cho quán tôi có hiệu ứng cây xanh. Tầng 2 này có thể phục vụ hơn 100 người cùng lúc nhé các bạn nhé. Nói chung là rất là rộng. Còn một điều đặc biệt nữa là tôi còn set up một cái phòng riêng để cho các bạn thích ngồi ngồi chệt ấy thì các bạn sẽ vào đây. Đấy. Ngồi chệt, điều hòa. Đấy, các bạn vào đây cùng tôi bỏ giày ra. Nếu các bạn nào thích ngồi chạy thì sẽ có riêng một phòng ngồi chạy. Đây là khu vực ban công để tối đến là ai có muốn ra đây ngồi thưởng thức ngắm trời ngắm sao thì có thể ra đây ngồi. Ban công rất là rộng rãi. Đấy. Chúng ta có thể ngồi đây ngắm sao, nhưng mà vào buổi tối cơ chứ bây giờ buổi nóng thế. Lóng cái đít. Ở ngoài ban công này chủ yếu là tôi phục vụ khách vào ban đêm thôi nhé. Chứ ban ngày thì ở ngoài trời không có điều hòa. Vì vậy là khách của tôi thường là muốn ở bên trong quán hơn. Mọi người thấy view quán tôi có đẹp không? Nếu mà các bạn thấy đẹp thì các bạn hãy comment dưới phần comment nhé. À mà các bạn đừng thấy quán tôi view đẹp mà các bạn tưởng là đắt nhá. Quán của tôi rất to, rất đẹp nhưng mà giá rất bình dân. Như các bạn sinh viên, học sinh hay là những người bình thường có thể đến uống, chứ các bạn đừng thấy cái view nó đẹp mà các bạn không dám vào nhá. Thì clip này chỉ là clip vlog giới thiệu cái quán của tôi chuẩn bị khai trương thôi. Thì ngày mai tôi khai trương các bạn đến các bạn thưởng thức nhá. Thì các bạn đến các bạn cứ nói là bạn của Pedetron, các bạn đọc cái pass nhé, bạn của Phương Dưỡng đấy, thì các bạn sẽ được giảm 10%. Tôi chỉ biết review như vậy thôi. Thì các bạn hãy đến thưởng thức các loại đồ uống của quán tôi. Không thì tôi nói nhiều quá, các bạn lại bảo là tự PR quán thì chết. Các bạn cứ đến quán tôi thưởng thức đồ uống thì các bạn sẽ biết là nó ngon như nào. Thôi. À quên. Thôi, nhà vệ sinh thì không review nhé các bạn nhé. Tầng 1, tầng 2 đều có. Còn một cái thú vị nữa đó là cái cầu thang cuốn rất là thú vị. Vậy là tôi đã review quán tôi xong rồi, thì bây giờ tôi sẽ ngồi nhâm nhi cốc cà phê pha bằng máy. Cà phê nguyên chất có khác. Mình uống đi em, khác hoàn toàn cà phê thường. Anh cô uống đi. Cho em thưởng thức cà phê quán của em như nào. Mời các bạn nhé. Tôi muốn mời các bạn. Mời các bạn uống cà phê với tôi nhé. Quán của anh Dưỡng nhé. Xem quán của anh Dưỡng có ngon không. À. Ngon các bạn, rất ngon. Nó ngon như nào? Ngon là như nào không tả được luôn đi. Ngon là rất là ngon luôn đi. Cà phê ở quán tôi là cà phê nguyên chất, uống nó khác với cà phê thường hoàn toàn luôn. Các bạn muốn đến thưởng thức không? Các bạn đến thì các bạn sẽ được biết cái loại cà phê này nó ngon như nào. Còn nói qua máy quay thì các bạn không được thưởng thức thì sợ các bạn thèm. Ừ, các bạn cứ đến quán tôi thưởng thức nhá. Cà phê pha máy nó khác biệt hoàn toàn với cà phê phin với cả cà phê hòa tan đấy các bạn. Khác biệt hoàn toàn luôn. Rất là thơm, rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Các bạn muốn đến thưởng thức thì các bạn hãy đến phố Ngụ ở đường Đôi, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Linh. Thì để có được như ngày hôm nay, có được quán cà phê như này thì cũng là do các bạn ủng hộ từ trước nay. Thật thì tôi được thành công như bây giờ là do mọi người ủng hộ thì tôi rất là vui, rất là biết ơn. Thật sự là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tôi trong suốt những thời gian qua, khoảng độ 3 năm qua. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu mà bạn nào yêu quý tôi thì hãy đến quán cà phê này để gặp gỡ này, chụp ảnh này, nói chuyện này, bắt tay này, ôm hôn này. Nếu mà bạn nào yêu quý tôi thì cứ đến quán cà phê nhá, tôi sẽ luôn luôn đón tiếp các bạn. Thì quán cà phê này là đứa con đầu tiên của tôi trong lĩnh vực kinh doanh thì mong mọi người ủng hộ. Các bạn là đây là quán đầu tiên của tôi, vì vậy tôi rất là tâm huyết, tôi rất là đặt niềm tin vào quán này. Mong tất cả các bạn ủng hộ tôi nhá. Ồ thế uống cà phê xong rồi thì bây giờ vào thanh toán đi.
Ô thế bên mày uống cà phê mà không trả tiền à? Thôi mà thanh toán, cho Vinh để vào thanh toán, Vinh để cho vào đây rửa rửa cốc, rửa chén. Đem tiền cho vào rửa chén. Mang mấy ông tiền trả tiền đi, vào trả tiền đi. Em không cầm tiền đâu. Không cầm tiền, vào trả tiền. Tôi không cầm trả tiền. Đùa tất cả mọi người thôi, thì tôi chỉ làm clip cho tất cả các bạn thôi. Thực ra là đây mới là chủ quán của Winnie Coffee 19 tháng 8. Tôi chỉ chơi tất cả các bạn thôi. Đây là anh chủ quán nha các bạn nha. Chào tất cả mọi người. Tôi là chủ quán Winnie. Mời tất cả mọi người đến thưởng thức đồ uống của quán Winnie chúng tôi. Và thưởng thức cái không gian xanh, sạch và không gian mở của quán của Winnie chúng tôi. Mời tất cả mọi người đến nha. Mọi người cứ đến quán của anh Windy là mọi người cứ đọc pass là bạn của Phương Dương là các bạn được giảm giá 10%. Và đặc biệt là các bạn dưới lớp 12 các bạn cứ bảo bạn Phương Dương ra sẽ được giảm giá 30%. Đây là anh pha chế nha các bạn nhá. Thì các bạn đến các bạn cứ gặp anh pha chế các bạn bảo là bạn Phương Dương em dưới lớp 12 là các bạn giảm giá 30% luôn. Còn nếu mà người lớn bình thường sẽ được giảm giá 10%. Đúng không anh? Đúng. Bắt tay anh nhá. Nhớ nha anh nhá, nếu mà bạn nào đến mà bảo là không được giảm giá là chết với em nhá. Bạn nào đến cũng đến dưới lớp 12 giảm 30%. Ok anh, trà chanh, cà phê, trà sữa, loại gì cũng có. Mọi người cứ đến uống thưởng thức thoải mái luôn. Mọi người đến màn tròn này đầu tư không? Mua cả lãng hoa các thứ này. Nói chung là muốn clip hoàn hảo ấy, tròn các bạn kiểu như các bạn tin đi. Nói chung là clip này đầu tư. Không biết có bạn nào bị mắc lừa không? Anh ý khá nhiều các bạn bị mắc lừa. Thì đây là chỉ một clip tròn nha các bạn nha, chứ không phải là quán cà phê của tôi nha các bạn nha. Tròn cho tất cả các bạn thôi nhá. Nhưng mà các bạn muốn thưởng thức đồ uống ngon thì các bạn hãy đến đây Windy Coffee 1908. Vậy là kết thúc clip tròn. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.